OnePlus 10 Pro có thể ra mắt với SoC Snapdragon 8 Gen 1 chưa được công bố. OnePlus 10 Pro có thể giữ nguyên khả năng zoom như người tiền nhiệm OnePlus 9 Pro, theo một người mách nước. Điện thoại thông minh đã xuất hiện trong hai bộ hình ảnh trong tháng này, cho thấy chiếc điện thoại này có thể có thiết lập 3 camera lớn kết hợp với mặt bên của điện thoại. OnePlus 10 Pro được cho là sẽ trang bị SoC Snapdragon 8 Gen 1 chưa được công bố và được cho là sẽ đến Trung Quốc vào đầu năm sau. Theo các nguồn tin dò dỉ cho thấy công ty đang tìm cách tung ra dòng OnePlus 10 vào quý đầu tiên của năm 2022. Theo một dò dỉ mới của Digital Chat Station được phát hiện bởi Gizmochina, OnePlus 10 Pro có thể giữ lại khả năng thu phóng tương tự như trên OnePlus 9 Pro. Để nhớ lại, OnePlus 9 Pro có thiết lập máy ảnh 4, bao gồm một máy ảnh 8 megapixel với ống kính tele có khả năng zoom quang 3x và zoom kỹ thuật số 30x. OnePlus vẫn chưa chính thức tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến dòng OnePlus 10, bao gồm cả chi tiết về thông số kỹ thuật camera của OnePlus 10 Pro. Mặc dù giới thạo tin chưa tiết lộ thông số kỹ thuật máy ảnh trên OnePlus 10 Pro, nhưng nó được cho là cung cấp khả năng zoom quang học và zoom kỹ thuật số giống như OnePlus 9 Pro. Điều này cho thấy rằng nó có thể có cùng một ống kính tele. Các chi tiết khác liên quan đến cảm biến kính và camera thứ ba trên OnePlus 10 Pro hiện vẫn chưa rõ. Trước đây đã có báo cáo rằng các bản kết xuất kép của OnePlus 10 Pro đã được phát hiện trực tuyến 2 lần. Các bản kết xuất đầu tiên cho thấy điện thoại thông minh có màu đen, trong khi các bản kết xuất mới hơn cho thấy các tỷ chọn màu sắc khác với độ chi tiết cao hơn. Các thông số kỹ thuật khác của OnePlus 10 Pro hiện vẫn chưa được xác định, nhưng điện thoại thông minh này được cho là sẽ ra mắt với chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 vẫn chưa được công bố. Trước đây, chúng tôi đã báo cáo rằng chiếc điện thoại này cũng có thể có màn hình AMOLED 6.7 inch 1440x3216 pixel LTPO Fluid 2 với tốc độ làm mới 120Hz và mật độ điểm ảnh 526 pixel trên inch. Theo các báo cáo trước đây, chiếc điện thoại thông minh này cũng có thể đi kèm với RAM lên tới 12GB và bộ nhớ trong 256GB và có thể có pin 5000mAh. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!